Hello, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại một kênh YouTube của Xe Đạp 88. Thì cuối tuần các anh chị, các cô đi tìm hiểu rất nhiều cái mẫu xe nữ, những cái hãng xe của Nhật, những cái hãng xe của Đài Loan. Thì hôm nay em có cái thương hiệu đến từ Đài Loan là thương hiệu Giant, xe nữ Li Ala 3. Cái mẫu xe này thì giá nó chỉ trung bình thôi, thì nó không cao quá. Giá có hơn 8 triệu đồng chưa chiết khấu. Hôm nay thì nhân tiện đây em có một chiếc xe này size M, phù hợp cho các anh chị nào cao 1m60 đi được chiếc xe này. Và cấu hình nó ra sao thì bây giờ các anh chị cùng em vào tìm hiểu qua cái bộ cấu hình của xe. Chiếc xe này thì nó rất là thanh mảnh và gọn, để cho các chị em phụ nữ ngồi lên chiếc xe này thì cảm giác nó được đẹp hơn. Đối với cái gióng xe thì cũng được thiết kế gióng xe đó ngắn, gióng xe nó thấp nên là các chị em phụ nữ cũng có thể mặc váy, hoặc là mình có thể mặc quần áo dài được trên cái chiếc xe này, vì thiết kế của gióng khung khá là ok, khá là đẹp mắt. Với bộ khung sườn thì được trang bị là cái khung, được trang bị là khung hợp kim nhôm. Nước sơn thì nước sơn tĩnh điện 3 lớp và một lớp sơn bóng này. Khi các anh chị nào mà đi một vài tuần thấy nó bẩn thì mình về mình lau cái xe qua cái là sạch, và nước sơn này nó rất là tốt. Đối với cái dây đề và dây phanh thì được thiết kế nó rất là gọn gàng, nó được thiết kế này các anh chị này, mặc dù đi ở ngoài không đi âm sườn nhưng mà nó thiết kế rất là đẹp. Đấy, một vòng này uốn lên này. Đấy, các lốt để bắt phanh để về phanh. Đấy. Trên cái ghi đông này thì được thiết kế cái ghi đông hơi uốn cong một chút các anh chị nhá. Đó, hơi uốn cong hình cung một chút thì nó giúp các anh chị ngồi nó sẽ thẳng lưng, ngồi nó sẽ thẳng lưng. Ngoài ra thì trên ghi đông này được trang bị bộ tay đề số bấm xả của Shimano, 3 đĩa 7 lít 21 tốc các anh chị nhá. Đấy. Phanh thì được trang bị là hai cặp phanh má vành, kiểu phanh V má vành ngày xưa các anh chị nhá. Nhưng mà phanh này được trang bị là phanh của Techo các anh chị nhá, phanh má vành của Techo nên bóp rất là nhẹ và ăn cực kỳ luôn các anh chị nhá. Bóp rất là nhẹ và ăn cực kỳ luôn. Hai cặp bánh của xe thì được trang bị hai cặp lốp của Giant 700x38C các anh chị nhá. Bản lốp này thì nó không có nhiều gai, bản lốp trơn nó không có gai nên là mình đi đường trường nó rất là lướt. Cặp vành cũng vậy, cặp vành trước và cặp vành sau thì được trang bị là cặp vành của hãng Giant, cặp vành nhôm 2 lớp. Với cái cặp vành này thì nó sẽ có những cái vân để bóp phanh ná vành nên là rất là ăn luôn các anh chị nhá. Phiên bản này em nói một chút, phiên bản này là phiên bản 2022. Đây có cái tem đây, các anh chị để ý cái tem này, nó có số 22 là phiên bản 22. Còn về căm xe đẹp, căm xe thì được trang bị là căm tròn, Mayer thì được trang bị là Mayer nhôm, trục được trang bị là trục chạy bi vậy, chạy bi bi rời các anh chị nhá, chạy bi rời nó cũng rất là trớn, bi rời rất là trớn. Mở khóa thì được trang bị cái ti mở khóa nhanh, đấy nên là mình sẽ tháo bánh ra nó rất là dễ dàng khi nào mình muốn cho lên ô tô cũng được. Về bộ chuyển động gạt đĩa và củ đề, gạt đĩa thì được trang bị là gạt đĩa của Shimano Tuley, đời Tuley các anh chị nhá, đùi đĩa nhôm 3 tầng với xích líp của Shimano, líp Shimano, líp vặn Shimano 7 tầng anh chị nhá, líp vặn Shimano 7 tầng. Củ đề sau cũng được trang bị là củ đề Shimano Tuley. Đấy, cấu hình này thì nó sẽ tương đương so với cái dòng i-Line 2 các anh chị nhá. Chỉ khác mỗi một chút về cái gióng khung và cái cặp phanh trước sau thôi. Còn đâu cấu hình thì nó sẽ giống y đúc cái phiên bản i-Line 2. Chiếc xe này thì hoàn thiện nó rất là tốt và khung sườn của nó cũng khá là đẹp. Nếu các anh chị nào mà đang có nhu cầu mà muốn sở hữu một chiếc xe thương hiệu và dáng đẹp như chiếc xe này thì có thể liên hệ ngay qua bên shop bên em. Về linh phụ kiện của chiếc xe này thì làm rất là chắc chắn. Ngoài ra thì các anh chị muốn mua thêm những cái trang bị đồ chơi cho xe, ví dụ như là bọc yên hoặc là túi treo khung, đèn trước, đèn sau, thì bên shop bên em vẫn sẵn sàng và vẫn có để cho các anh chị lựa chọn các phụ kiện, linh phụ kiện của xe. Nếu các anh chị nào thấy cái chiếc xe này đẹp thì có thể liên hệ ngay qua số hotline 0964 05166 hoặc 0936 307 317 để được
CRM tư vấn cho các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái video này.